là Mophie, thương hiệu sạc được Apple chứng nhận và được bán tại Apple Store. Sạc 45W, 2 cổng USB-C, GaN. Đây là phiên bản màu trắng. Sạc 45W, 2 cổng USB-C, phiên bản màu đen. Đây mình sẽ có hai sự lựa chọn về màu sắc. Đầu tiên sẽ là màu trắng, cổng sạc kép. Khi sử dụng độc lập thì mỗi cổng sẽ là 45W. Nếu sử dụng hai cổng cùng một lúc, một cổng sẽ có 20W và một cổng là 25W. Tiếp theo sẽ là phiên bản màu đen. Sử dụng độc lập, mỗi cổng sẽ là 45W. Khi sử dụng chung hai cổng, một cổng sẽ là 20W và một cổng sẽ là 25W. Bảo hành 24 tháng chính hãng 1 đổi 1.